thành phố Hồ Chí Minh nữ Việt kiều Phủ Bảo Trinh, 47 tuổi, cùng người của công ty Nam Thị bị cáo buộc làm giả hồ sơ 30 căn hộ La Boniter, lừa bán cho 72 người chiếm đoạt gần 200 tỷ. Bà Trinh là Việt kiều Mỹ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Nam Thị, bị công an thành phố Hồ Chí Minh xác định vai trò chủ mưu trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng phạm trong vụ án là Văn Chí Tâm 37 tuổi và Hoàng Thái Anh, 48 tuổi nguyên giám đốc và đại diện pháp luật cho công ty này. Bà Trinh làm việc với cơ quan điều tra, ảnh công an cung cấp. Theo cơ quan điều tra, công ty Nam Thị làm chủ đầu tư dự án cao ốc văn phòng và căn hộ La Boniter trên đường Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh. Trinh trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của công ty, cũng như quyết định việc giao dịch mua bán các căn hộ, sàn thương mại. Từ năm 2014, Thái Anh và Chí Tâm thay nhau làm đại diện công ty, ký kết hợp đồng với nhiều người. Họ được cho là thay đổi tên, ký hiệu căn hộ, thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp để khách lầm tưởng là những căn hộ, sàn thương mại. Khác nhau, khi xảy ra tranh chấp, họ thương lượng, mua lại những căn hộ này nhưng không thanh toán tiền. Thu giữ các tài liệu, cảnh sát phát hiện toàn bộ dự án chung cư La Boniter đã được công ty Nam Thị cầm cố cho công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn MTV Cao Su Việt Nam để vay gần 100 tỷ đồng. Điều khoản thế chấp quy định, trong thời gian thế chấp nếu không được sự đồng ý của bên cho vay thì không được chuyển đổi, chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn hoặc không được dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ khác. Tuy nhiên, công ty Nam Thị vẫn ký kết nhiều hợp đồng mua bán căn hộ, sàn thương mại cho khách hàng. Cảnh sát đọc lệnh bắt 3 bị can tại chung cư La Boniter, ảnh công an cung cấp. Cơ quan điều tra xác định, tổng cộng có 30 căn hộ bị công ty Nam Thị ký trùng hợp đồng bán cho 72 người. Quốc Thắng Let's Plus X, Oai.